Có đi học không? Có đi học không? Dạ có. Tại sao xả rác nhiều dữ vậy? 20 năm trước, Hả? em là người. Vậy còn bây giờ? Em vẫn là người. Ủa em tên gì? Dạ em tên Linh. Trời ơi, tên Linh dễ thương quá vậy. Dạ. Cái gì Linh? Dạ Dông Linh. Mất cái vòng rồi mẹ, trời ơi chết luôn. Bây giờ cô, sao? Cô hai ơi, cô hai trả sao cái vòng cho dạ, con. Dạ, ơi, về mẹ con la con chết lắm cô. Dạ. Có đi học không? Có đi học không? Dạ có. Tại sao xả rác nhiều dữ vậy? Hả? Nhưng mà cảm ơn nhiều lắm nha. Dâu cảm ơn gì vậy? Có ve chai đi bán. Ủa, vậy tính ra em là người hả? 20 năm trước. Hả? Em là người. Vậy còn bây giờ? Em vẫn là người. Thu làm hết hồn luôn á. Làm nãy giờ hả, chị tưởng là em chết không á. Ai vậy, em còn sống. Em còn sống. Hả? Mà 20 năm trước. Vậy còn bây giờ? Em vẫn còn sống. Trời ơi, hù hoài chị hết hồn luôn á. Dạ. Thôi thiệt luôn nhở. Nghĩ sao hả, còn sống ra đi mặc đồ trắng là hết hồn hết vía, tưởng ma không á. Không phải. Ủa nói nghe nè. Dạ. Rồi ủa em tên gì? Dạ em tên Linh. Trời ơi, tên Linh dễ thương quá vậy. Dạ. Cái gì Linh? Dạ Dông Linh. Dạ. Tên em vậy thôi, nhưng em là người, em không phải ma. Ủa? Lại đây chơi với em đi. Lại đây. Là em ơi, thật ra là lúc nãy là nói chuyện với Cưng là chị nghĩ Cưng là người á. Em là người mà. Nhưng mà cái hành động này của em chị nghĩ em là ma nè. Không, em là người. Là người phải không? Dạ. Ủa em là người mà rồi tự nhiên đêm hôm quy quắc em ở đây làm chi, xong về nhà đi. Nhà em ở đây mà. Ủa, ở đây, nhà em ở đây là ở đâu? Nè. Nguyễn Dông Linh. Tên em đó. Chuyện hoài vậy mày. Tên trùng tên. Ủa không? Nhưng mà em là người, em phải ma. Ủa tên trùng tên hả? Ừ. Trời ơi làm hết hồn. Tự nhiên Phật. Nhưng mà cái gương mặt này. Mặt em đó. Cái này là chị em sinh đôi với em nè. Nguyễn Dông Linh một, em là Nguyễn Dông Linh hai. Đây là một chị em, tối nào em cũng ra đây chơi với chị em hết á. Bé 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 lại đây chị nói nghe nè. Dạ sao chị? Thà là mày giết tao luôn đi, hiểu không? À, dạ. Cái vòng mày cứ để tao kiểu như tao chập chờn á, hiểu không? Chị dễ đi lắm em. À, dạ. Nói nghe nè, sau này á mình bớt ra đây chơi đi, hiểu không? Dạ. Bớt ra đây thăm chị với em đi nha. Cái vòng mà em đi vậy á hả, gặp cỡ chị này chị còn khỏe khỏe, chị ngáp ngáp, chứ cái vòng mà lớn tuổi là dễ đi lắm nha cưng. Dạ em mới ra đây chơi với em á, em dắt nó theo em luôn à. Lại đây chơi với em đi. Lại đây chơi. Bây giờ mày nói một tiếng đi, mày nói một tiếng tao biết mày là người hay ma. Bây giờ mày là người hay ma, tao cũng sẽ sẵn cho mày vô đây mày nằm liền. Em là... Mày muốn không? Không muốn. Hả? Em là người, em là người. Là người phải không? Dạ phải. Đợi xíu đưa tay ra. Dạ. Làm gì chết em vậy? Có máu, mày là người. Dạ em ra đây là để gọi. Gọi đò ơi, con lá xa hồng mất. Hai đưa đò, để con đò mùa kia.
tiền nha. Con bé này thích cảm giác mạnh nha. Chị ơi, giờ sao? Em giỡn thôi à. Giỡn vui không? Vui không? Em cũng thấy cũng khá vui. Chị là thấy không vui nha. Nha. Không vui hả chị? Bây giờ có nói rõ không? Em mà không nói rõ nha, chị chích cái này vô em liền. Chị chích ngược lại cho cái người nó bình thường được không? Được luôn hả? À. Khỏe quá. Trời ơi, nhỏ này sợ quá hả? Dạ, chị ơi, chị ơi, em nói cho chị biết. Nghiêm em túc. Ở đây là để nghiêm túc nha. Nghiêm túc, nghiêm túc. Không múa nữa nha. Không múa nữa, không múa nữa. Đây làm cái gì? Em ở đây là để. Thì ra em ra đây là để đôi đỏ ơi, em dỗn cái này vô trong cái cuốn học của chị chết. Người ta múa thì chị chích người ta. Bây giờ tới chị múa, chị muốn em làm cái gì chị đây? Tại nãy giờ em làm chị liệu chứ bộ. Thôi đi không có giỡn nữa, không có giỡn nữa. Bây giờ chị hiểu vấn đề rồi đúng không? Chị hiểu rồi. Chị giúp em nha. Thôi được rồi. Thấy em ở đây có một mình nè, chị sẽ giúp em. Cảm ơn chị. Chị đâu vậy? Chị về. Sao tự nhiên kêu giúp em đã đi về? Thì em chỉ mới nói giúp em mà em đâu có nói rõ là giúp em cái gì. Làm sao chị biết giúp em cái gì mà chị ở lại? Thì đó, cái vấn đề là chị phải ở đây. Chị ở đây thì mới biết là chị giúp em cái gì. Thì tại vì em nói chị là chị giúp em cái gì thì chị mới biết là chị giúp em cái gì. Thì chị mới ở lại đây giúp em cái gì chứ. Nữa không? Nữa không? Không nữa, không nữa, nữa. Không nữa, không nữa. Rồi bây giờ nói rõ nè, giúp em cái gì nè? Dạ thì em nói là chị ở đây chị giúp em cái gì thì mày nữa luôn, mày nữa luôn. Không nữa, không nữa. Rồi nói nè. Bây giờ mình đi núp. Bây giờ phải núp phải không? Núp. Núp ở đâu đây hả? Rồi 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 rồi. Trời ơi, đêm hôm khuya khoắt ra đây chi gì nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có gì hết. Mọi người cứ bình tĩnh. Cái này đều rất hết sức bình thường mà. Tập trung. Mọi người tập trung. Tập trung chú ý nha. Hãy nhìn thẳng vào cái avatar trên bia mộ này. Mắt trùng khớp là 1. Mũi trùng khớp là 2. Miệng trùng khớp là 3. Tổng thể gương mặt rất hài hòa trùng khớp là 4. Từ 1, 2, 3, 4 chúng ta suy ra là ma. Chị em song sinh thiệt. Thôi hả? Mẹ ơi, mẹ ơi, thấy đau nha. Thôi ba đứa bước ra đây. Bước ra đây liền. Lập tức. Chưa gì bị la quá. Nói cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra. Con có biết cái gì đâu. Đi qua một bên. Chị nghe biết. Nói chứ. Tại sao ra đây hù ma nhát quỷ? Dạ không phải, con nhỏ này nó dụ nè. Nói liền. Tại sao suối? Tại sao suối con tôi ra đây hù ma? Nói. Con có suối. Chuyện là vậy nè cô ơi. Đó con. Dạ. Thiệt vậy hả? Dạ, dạ thiệt đó mẹ. Rồi con không sợ hả? Con cũng sợ nên là con mới nhờ hai chị với cô giúp con nè. Dạ. Ồ. mẹ giúp thôi, cho bé đi mẹ. Con quay mẹ giúp cho bé luôn. Được. Đi mẹ. Cô với hai chị sẽ giúp con. Vậy thì mình đi nấp. Dạ. Trời ơi, nghĩa trang gì mà tượng nhiều dữ vậy? Nghĩa trang phải nhiều tượng chứ sao? Tự nhiên gọi vậy cái mặt tao chi vậy? Ê, sao tao thấy không khí đã lạnh lạnh sao mày? Trời la quá à, trời tối sương xuống lạnh là chuyện bình thường. Không phải, cái lạnh này không phải là lạnh của sương xuống. Cái lạnh của cái gì? Cái lạnh kiểu lạnh không khí chì chì sao? Bây giờ sao mới hết chì? Khán giả vỗ tay là hết chì à? Mày thấy chưa? Mày thấy chưa? Vỗ cái nóng lên trường lên liền. Lửa lên liền. Lửa lên liền. Anh động thôi. Thôi đi về. Gì vậy? Tao về đi. Tao sợ quá, thôi đi về. Mày về đi. Mày mà về á, tụi giang hồ nó đang đợi mày sẵn ở nhà đó. Thôi, vô hành động đi. Nhưng mà thiệt, tao sợ thiệt. Trời ơi, mày vô mày coi nè. Đâu có cái mộ nào mà cái mặt cái trời xấu nó dễ sợ. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Nè, nghe tao nói nè. Tao khẳng định với mày là trên đời này không có ma. Có ma đó. Đó. Nha. Chưa có tập, không có biết. Mày nghe gì chưa? Mày nghe gì chưa? Nghe. Cái gì có ma đó, 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 nhà đó kìa, người ta có ma kìa. Bình tĩnh đi, nhiều khi cả ngày rồi mày sợ ma quá, mày nghe tầm bậy tầm bạ thôi. Bình tĩnh nè, mọi thứ mày nghe thấy chỉ là tưởng tượng. Không có tưởng tượng đâu. 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 Đó. Quên hoài luôn. Mày nghe chưa? Không có tưởng tượng đâu, gì quên hoài luôn gì kìa. Trời ơi,
thì bình tĩnh lại đi. Thì cho là có ma, nhưng mà mình là người mà, mắt mới mình phải sợ ma chứ. Sợ chứ không sợ mày. Bây giờ tao thách cho tao thấy lại một lần nữa đó. Được. Mày thách gì? Bây giờ nó kéo nguyên dòng họ lên rồi kìa. Chết á, tụi nó là nhóm bè hay sao á, bè có bài bản lắm. Mà như đi học chưa kỹ sao bè không vô nhiệm vậy ơi. Cô ý mấy chị ơi, hai cái người đó đi hết trơn rồi. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm, con cảm ơn mọi người nha. Thôi, không sao, tụi nó cũng đi rồi. Thôi hai đứa đi về, đi về. Thôi đang chơi vui mà về gì mẹ? Dạ. Vui cái gì mà vui, đi về. Trời ơi. Trời ơi. Thôi về về về. Về về nha. Dạ bé, con cảm ơn mọi người. Con cũng về luôn đi, về luôn đi con. Dạ dạ dạ. Nhanh lên. Dạ 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 dạ. Ôi sợ quá rồi.